Mình chào các bạn. Ngày hôm nay Hai Lúa mời các bạn vào bếp cùng mình nhé. Mình sẽ làm món núm gơm kho tiêu nhé các bạn. Ở đây mình dùng tiêu xanh. Mình dùng tiêu xanh nhé các bạn. Nè các bạn thấy đẹp không? Phải điều và đừng có mua tiêu dập nhé các bạn. Rồi mình mua núm gơm. Mình mua núm gơm thì mình lựa núm gơm búp đó mấy bạn. Mình mua núm gơm, mình lựa núm gơm búp này nè, sẽ ngon hơn. Núm gơm á thì mấy bạn mua về mấy bạn gọt cái chân núm cho sạch. Để loại đi những cái chất độc hại và cái chân rơm đen đó mấy bạn. Núm gơm á thì mình thấy hình như mùa nào cũng có chân mấy bạn. Đặc biệt là ở miền Tây nha, ở những cái nơi có làm ruộng lúa nhiều á, tới mùa thu hoạch lúa là người ta có gơm để người ta làm à. Rồi tiếp theo là mình sẽ dùng hành tím. Hành tím mình mua về mình lột vỏ, mình rửa sạch và mình sắc bằm mỏng như thế này nè bạn. Để hồi mình phi. Rồi tỏi. Rồi ớt. Hành lá nữa nha mấy bạn. Hành lá nữa. Rồi bây giờ mình đi gọt núm gơm để mình đi ngâm thôi các bạn. Núm gơm mình ngâm khoảng 10 phút. Cái này là mình để kho hồi ăn với cơm trắng ngon lắm mấy bạn. Rồi ngày hôm nay mình có món kèm nữa, món canh mấy bạn. Mình sẽ nấu canh hẹ với tàu hũ. Rồi bây giờ mình đi ngâm núm nha các bạn. Mình đi gọt núm ra để mình đi ngâm với muối khoảng 10 phút nha mấy bạn. Rồi mình bắt đầu mình lấy muối nha các bạn. Mình cho khoảng 2 muỗng muối vào. Mình cho 2 muỗng muối vào rồi mình lấy tay mình đảo đều nha các bạn. Trong thời gian mình chờ đợi nấm khoảng 10 phút nha mấy bạn. Bây giờ mình chuyển qua làm hẹ với cái xào hũ trước. Tàu hũ mình sắc cục vuông nha mấy bạn, vừa ăn thôi, tùy theo gia đình của mỗi người. Vuông vừa ăn như thế này nha mấy bạn. Ngày hôm nay mình làm mỗi hai món này là chai mặn đều dùng được nha mọi người. Nấu với tàu hũ rất là mát cho cơ thể nha các bạn.
Rồi mình đã sắc hẹ với tàu hũ xong rồi nè mấy bạn. Giờ mình lên bếp để mình nấu canh trước nha mấy bạn. Tại vì nấm gơm á, mình mới ngâm cách nay chưa được 10 phút đâu. Mình phải ngâm cho đủ khoảng thời gian để ra những cái chất độc trong nấm á các bạn. Thật chất là nấm ăn nhiều cũng không tốt đâu các bạn, mà mình phải biết chế biến. Phải biết cách chế biến như vậy, mình ngâm muối như thế nào. Hồi các bạn coi nè, nó sẽ ra nước màu đen đen á các bạn. Rồi bây giờ mình lên bếp mình nấu canh trước đi nghe mấy bạn nha. Mình bắt nồi lên rồi mình để dầu nóng, rồi xong rồi mình bỏ một tí tỏi để mình phi á mấy bạn. Rồi mình còn chừa lại miếng để hồi mình kho nữa nha mấy bạn. Rồi mình cho tàu hũ vào mình xà phi trước nha mấy bạn. Nhưng mà mấy bạn nhớ đặc biệt chú ý là tàu hũ á, mình bỏ vào á, mình nhẹ nhẹ tay thôi mấy bạn, nó dễ vỡ lắm. Nhớ mấy bạn nhé. Nhẹ tay á mấy bạn, để nó dễ vỡ lắm á. Rồi bắt đầu mình cho nước vào nha mấy bạn. Cái này cũng đơn giản thôi, đơn giản giống như mấy bạn hay nấu canh thường vậy đó. Lại nhé các bạn. Bây giờ mình xả nấm gơm lại lần nước nữa là được rồi. Mấy bạn xem nè, nước này mình chưa xả nè, nó ra màu hoàng vàng nè mấy bạn. Rồi bây giờ mình đảo đều, bắt đầu mình sẽ bỏ bóp lại nước sạch nè các bạn. Nhớ mấy bạn mua lựa nấm búp như thế này nha, nấm búp nó sẽ ngọt hơn. Tại vì cái này mình kho tiêu á, mình kho tiêu thì nấm búp nó sẽ ngon hơn rất là nhiều các bạn. Rồi mình cho ra gỗ nè các bạn. Rồi nồi canh mình đã sôi nè mấy bạn. Giờ mình dở ra nhé mấy bạn nhé. Rồi dở ra canh nha mấy bạn. Rồi bắt đầu mình nêm gia vị. Mình nêm gia vị cho vừa ăn thôi. Rồi bắt đầu mình cho hẹ vào luôn. Rồi mình cho tí tiêu vào các bạn nhé. Mình tí tiêu vào mình nêm lần nữa là ok rồi đó. Coi biết đâu bỏ tiêu vô nó có khác mấy bạn. Rồi mấy bạn vừa ăn rồi nha. Rồi bây giờ mình tắt lửa. Chín rồi đó mấy bạn. Canh mình đã nấu xong rồi mấy bạn. Bây giờ mình sẽ kho nấm gơm nha mấy bạn nhé. Thì nấm gơm á theo mình á, mình các bạn kho trong cái ơ đất á nó sẽ ngon hơn. Mình cho cái ơ đất lên nè, rồi xong rồi mình bỏ dầu vào để cho nóng, rồi cái bắt đầu mình phi tỏi hành. Giống như mấy công đoạn mình hay làm nấu ăn á mấy bạn nhé. Hồi đó thì cái ơ đất bà sau này mấy cái ơ đất á mấy bạn không có bền. Hồi đó mình nhớ mình có cái ơ đất á, đất làm bằng đất kia thấy bền lắm mấy bạn. Để kho cá đều là ngon luôn, hết sảy luôn. Nè mấy bạn, mình cho dầu quấy đều vô nè mấy bạn. Mình bỏ tỏi với hành tím vô lượt luôn. Mình đảo cho vàng, phi cho vàng thôi nhé mấy bạn nhé. Các bạn nhớ canh lửa với đảo đều á, để thôi nó bị đen à, nó bị cháy đen à. Ngã vàng nè mấy bạn.
nhá vàng rồi, bắt đầu mình cho nấm gơm vào nhé các bạn nhé. Hồi đó mình ở dưới quê mấy bạn, làm nấm gơm này cũng cực lắm nè. Mình nhớ trời ơi, mỗi lần thu hoạch lúa xong rồi cái kéo gơm về làm phải dặm nước cho ra hết ba cái nước rơm đó, cực lắm bạn. Nhưng mà có làm việc làm gơm này á, thì người dân mình ở dưới quê á, cũng đỡ vất vả hơn, cũng có việc làm, thu hoạch lúa xong rồi lại kiếm việc làm để thu nhập thêm. Mà nấm gơm bây giờ mình thấy được giá lắm mọi người. Rồi mấy bạn ơi, bây giờ mình cho gia vị vào nha. Vì mình làm món này á, thì chay mặn đều dùng được nha các bạn. Món này rất phù hợp cho những ngày rằm hay là những ngày cuối tháng các bạn, cho những người mấy người ăn chay á. Bây giờ mình kho này nè bạn, mình kho này mình lựa mấy cái nấm tròn búp như thế này nè, nó sẽ phù hợp hơn, nó sẽ không bị gục không các bạn, khó thì đục hơn. Mình cho miếng nước màu đến với bạn, tại vì cho nước màu vào thì màu sắc nó sẽ được ấy hơn, nó sẽ nhìn bắt mắt hơn mấy bạn ơi. Nó mấy bạn cho nước màu vào thấy nó vàng liền đúng không? Cho tí nước vào nha các bạn. Rồi bắt đầu bây giờ mình tăng lửa và mình đậy hòm lại các bạn. Rồi cho nấm rơm với gia vị thấm vào với sắt xuống một tí nha các bạn nhé. Rồi mọi người ơi, nãy giờ khoảng 10 phút rồi, nấm gơm cũng đã sạch rồi nè mọi người. Giờ mình giả nắp ra nha. Đó mọi người, sạch kẹo rồi đó mọi người. Bắt đầu mình cho tiêu xanh vào nha. Thơm lắm mọi người. Mình cho tiêu xanh rồi, bắt đầu mình cho hành với ớt luôn nha mấy bạn. Rồi bắt đầu mình sẽ cho tiêu đen vào nữa. Rồi tí ớt nè, rồi tí hành nè. Bắt đầu mình bỏ hành nè mấy bạn. Giờ cũng đã kẹo rồi, thơm rồi. Lại cái vừa ăn chưa? Rồi giờ mình tắt bếp thôi các bạn. Món ăn của mình đã làm xong rồi các bạn ơi. Mời mọi người dùng cơm với mình nhé. Nè mấy bạn nhìn thấy hấp dẫn không mấy bạn? Cảm ơn mấy bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình nha. Nếu các bạn thấy hay đó thì like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem video.